Tà cha hảo, xin chào mọi người, lại là mình Hà Kiara đây. Từ nhà mình có thể đi bộ sang Trung Quốc thì mọi người đã biết ở các clip trước rồi. Nơi đây chính là Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam, một huyện nhỏ giáp biên với thành phố Lào Cai mà mọi người có thể đi lại trong ngày chỉ với một cuốn sổ thông hành đó. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách cầm 500.000 tiền Việt sang bên Trung để xem chúng mình có thể mua sắm vui chơi gì trong một ngày ở Hà Khẩu nhé. Chị ơi, hôm nay tiền là bao nhiêu ạ? 35. Tiền và sổ thông hành đã trên tay rồi, giờ thì yên tâm xuất ngoại thôi. Mình nghĩ là nếu như mọi người đến Hà Khẩu với một tâm thế là đi du lịch á, thì có thể sẽ thấy nhanh chán bởi vì đây chỉ là một huyện rất là nhỏ ở Trung Quốc thôi. Những thứ tấp nập nhất thì đều tập trung ở quanh cái cửa khẩu này. Nhưng mà nếu như mọi người ưu tiên sự trải nghiệm, khám phá, rồi chịu khó loanh quanh ngắm nghía thì sẽ phát hiện ra có nhiều góc hay ho lắm. Mọi lần thì mình cũng đi khá là vội, không để ý nhiều đâu. Nhưng mà may là hôm nay đi cùng với chị Ngọc thì cũng đã biết thêm những cái chỗ mà đúng là chỉ có những người ở Hà Khẩu lâu hoặc là đi đến đây nhiều thì mới biết được á. Let's go. Chúng ta đi leo lên một chiếc cầu thang cao, rất là cao. Đây giống như là một cái khu vườn, một cái sân của khu dân cư ở đây ấy. Thực sự rất là yên bình. Và đây mọi người có thể đi lên những cái cầu thang này và nhìn xuống phía dưới. Trời ơi, góc này đẹp quá. Chị Ngọc ơi, quay cho em cái video nhé. Ôi, mà mọi người thấy hôm nay da mình trông trộm vía hẳn, rồi mặt cũng gọn gàng hơn không? Đó là bởi vì mình mới đổi sang máy ảnh Sony ZV-1 Mark II có góc rộng hơn ấy. Bởi vì là đợt này thì mình cũng đã bắt đầu đi du lịch nhiều hơn, thế là mình vẫn luôn ao ước sẽ có một cái máy quay góc rộng á, để cho mọi người có thể ngắm được nhiều cảnh hơn với mình. Và tada, mọi người hãy cùng xem các góc quay đợt này có rõ hơn không nha. Chị. Hoa này được giảm giá còn 35 tệ mọi người ạ, bình thường sẽ là 45 tệ một lần nha. Quả siêu to luôn. Hoa sang đây thì không nên bỏ lỡ dâu nha mọi người ơi. Dâu siêu đó. 下次再也不敢放的爱谁知道诸葛才一般敲蛋都还没。 Tại Trung Quốc là nhất định phải đi uống trà sữa. Đây là một cái quán cũng mở khá là gần đây ở bên Hà Khẩu. Chagi là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Trung Quốc mọi người ạ, kể cả ở các thành phố lớn cũng có nha. Mình thấy là Chagi thì tuy giá cao hơn đấy nhưng mà rất là đáng tiền nha, bởi vì cái lượng calories ở trong trà thì đã được giảm, vị trà thì sẽ cảm nhận được rõ hơn này, đậm hơn này, nhưng mà vị ngọt thì lại rất là thanh, nên là cực kỳ là hợp với những cái người mà không hảo ngọt như mình. Một điều rất là tuyệt vời đó chính là quán trà sữa này đối diện ngay với cả bánh nướng chiết ra mọi người ạ, một bánh nhân thịt bò ạ. 10 tệ cho một chiếc bánh nướng nhân bò. 长得像中国人，那种有点婴儿肥那种。婴儿肥，婴儿肥，对，这是老板。哦，不是，不是老板，是老板吗？我是小工，我是小工。好的，好的。Hello，他说你是哪里人呀？我是浙江人。哦，浙江人，所以这些饼，浙江的。对，在我们老家有很多这样的饼。嗯。哇。 Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi khám phá xem chợ Hà Khẩu có khác gì chợ Việt Nam nha.
Ở ngay gần cửa khẩu thôi thì có khu chợ dân sinh. Mọi người mà cần mua các loại gia vị Trung Quốc rồi ớt hay là xúc xích á thì đều có thể qua đây để lựa nhé. Ở bên Trung Quốc, đặc biệt là Vân Nam này, mọi người ăn cay rất là nhiều và hầu như là tất cả những cái món mọi người ăn ấy thì đều sẽ cho ớt. Đây có siêu nhiều loại ớt khác nhau mọi người ạ. Ớt dài dài mình không biết, cái này là ớt đường rán rẹt này. Đó, tiếp theo đây là cái loại tròn ung ủng. Còn ở trong nhà thì cũng như kiểu 47-49 loại ớt bột, ớt ngâm, ớt chưng. Là ở bên Trung Quốc kể cả các cô bán rau thì cũng có mã QR. Hồi tầm 5 năm trước mình đi học là tất cả các chợ đều đã có mã QR rồi. Mọi người mua một bó rau thì có thể quét mã để trả tiền không? Đây rau cải cúc mọi người ơi, siêu to khổng lồ. Và mình phát hiện ra trong này có một gian bán đồ Việt Nam. Hà Khẩu Cao Chí Trung Xuế, trường trung học cao cấp Hà Khẩu. Đây là một ngôi trường kết nghĩa với trường cấp 3 của mình, thành ra là cũng có khá khá kỷ niệm. Bởi vì trước đây cứ gần đến Tết Nguyên Đán thì tụi mình sẽ được cử sang bên này để có thể giao lưu, giao hữu với các bạn Trung Quốc này. Đây là một cái trường gọi là một cái trường trung học của một cái huyện miền núi. Sẽ thông báo là các bạn ơi, giờ học đến rồi, mời mọi người đi vào lớp đi, kiểu thế. Wow. À, xong cái này nè, thấy không? Nó trôi lên này. Wow. Cách mà để cho mình tiêu tiền nhanh nhất đấy chính là đi siêu thị mọi người ạ. Thì đây chính là cái siêu thị lòng đất rất là hot ở bên Hà Khẩu. Đây siêu thị to nhất không chị? To nhất Hà Khẩu hiện tại nha mọi người. Đây là một thêm siêu. Hảo cửa. Đi vào đây thì trước tiên là sẽ phải gửi đồ về quầy này nha mọi người. Không được mang túi nhất các thứ vào đâu ạ. Alo nhỉ? Alo. Chúng mình chỉ có bao nhiêu tiền? Mình có 50.000. À nhầm, mình có 50 tệ mọi người ơi. 50 tệ thì bây giờ đang cân đo đong đếm. Thì đây là một chiếc siêu thị to đành với đủ mọi thứ mà mọi người cần tìm. Trừ tiền ăn cho tối nay ra rồi thì mình vẫn còn thừa khoảng tầm 50 tệ để đi mua sắm. Nói chung thì mình cũng chỉ mua một vài cái đồ ăn vặt mang về thôi. Và các bạn ấy, còn bao nhiêu tiền thừa thì cứ đi vào cái siêu thị này, đảm bảo đi ra là hết tiền ngay ấy mà. Mềm lắm. Đẹp. Đáng yêu lắm. Đây, đằng sau này sẽ là một số quần áo khá là ok nha. Chốt đơn. Đợt này thì Hà Khẩu đã tấp nập hơn hồi mới mở viên nhiều rồi. Tầm chiều tối là trục đường này sẽ có rất là nhiều xe bán đồ ăn luôn. Mình đã mua một đĩa mì xào 12 tệ và thêm 10 xiên thịt bò nướng. Mỗi xiên 1 tệ nữa là xong bữa tối ngon lành. Ngon. Cái Trung Quốc nó ở gần Việt Nam rất là tiện mọi người ơi. Chia xu nha. Chung quy lại thì hôm nay mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu như mà không mua sắm bộ quần áo kia. Nói chung thì chơi từ trưa đến tối này, thuê xe rồi ăn vặt tại Kia thì 500.000 vẫn đủ nha mọi người. Vậy là kết thúc một ngày ở Hà Khẩu vui thật là vui cùng với chiếc máy Sony ZV1 Mark II đã giúp mình lưu lại những khoảnh khắc đẹp nữa nên thực sự quá là viên mãn rồi. Nếu như có cơ hội thì mình mời mọi người đến Lào Cai chơi rửa ghế Hà Khẩu để khám phá nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành cùng mình đến giây phút này của video và xie xie la. Bye bye.